Xác định được tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, tuần qua công ty Than Uông Bí phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho cán bộ công nhân viên. Chương trình với sự tham gia của gần 300 cán bộ công nhân viên là các phó quản đốc, chủ tịch công đoàn bộ phận, bí thư các chi đoàn và tổ trưởng các tổ an toàn vệ sinh viên tại các đơn vị. Tại chương trình, đồng chí Trung tá Trần Thúy Hằng, Phó đội trưởng đội tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn, xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh đã chia sẻ, trao đổi, hướng dẫn các nội dung về pháp luật trật tự an toàn giao thông cho cán bộ công nhân viên công ty. Thông qua chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho cán bộ công nhân viên, công ty Than Uông Bí mong muốn mỗi cá nhân tham gia chương trình sẽ là một hạt nhân tuyên truyền, mang những kiến thức tiếp thu được, lan tỏa đến đồng nghiệp và người thân, bạn bè, giúp chúng ta đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới, để cuộc sống của mỗi gia đình an toàn hơn, hạnh phúc hơn.